Tinovisup TV giới thiệu bộ phim Võ Thần Tôn Đại Đường. Mộng cô nương đang đánh đàn đấy à? Chẳng phải mộng cô nương trước giờ không tiếp khách sao? Vừa rồi ta thấy mộng cô nương và tấm âm cô nương đi cùng nhau từ tầng 3 xuống tầng 2 vào phòng đó. Không biết người trong phòng đó là ai? Thật đáng ngưỡng mộ. Hình như là Tông Tiêu Kỳ và Cao Công Tử. Thì ra là hai người họ. Thảo nào mộng cô nương lại phá lệ xuống tầng 2. Hôm đó Tông Tiêu Kỳ một hơi đối liền lúc năm bài thơ của mạnh cô nương. Sợ là hôm nay lại có kịch hay xem. Tông Tiêu Kỳ có vẻ không hài lòng với cách chơi của ta. Tông Tiêu Kỳ cảm thấy bài đàn này của ta không hay. Vậy chắc chắn có một bài hay hơn rồi. Vậy không biết có may mắn được nghe đàn của Tông Tiêu Kỳ không? Tiếng đàn của mộng cô nương rất hay. Ta là người thô lỗ, nghệ thuật đánh đàn là thứ cao siêu, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng lúc trước khi ta ở nông thôn, có lần ta nghe một ông già hát một bài hát hay vỗ lại. Huynh đệ, chúng ta có thể đổi câu chuyện khác được không? Ông già ở quê nhà người cũng đa tài đa nghệ thật đấy. Chẳng có tự thừa nào. Nâng chén hỏi trời cao, không biết bên trên cùng khuyết. Đêm nay là đêm nào, ta muốn bay lên theo gió. Chị em đầu quỳnh các ngọc, cao thẩm lạnh làm sao. Nhảy múa cùng bóng nguyệt, trần gian thú biết ba. Đi quanh các tía, vào sông lụa soi bóng sâu. Đừng nên oán hận, dù trăng đầy ánh lúc xa nhau. Người có buồn vui tan hợp, chẳng có tỏ mời tròn khuyết. Xưa nay toàn vẹn bao giờ, chỉ nguyện người trường cửu, thiên khuyên muôn dạng bên nhau. Tông huynh thật sự là cao nhân không lộ tướng. Ta chỉ nghĩ huynh võ nghệ cao siêu, thơ ca cũng giỏi xuất sắc, không ngờ ngay cả bài hát mà huynh cũng giỏi như vậy. Nói cho ta biết có gì mà huynh không biết làm. Ta đã nói rồi, những bài thơ đó đều là ta nghe được từ một ông già ở quê. Lời bài hát này cũng nghe từ một ông già ở quê, đúng không? Tông huynh, chúng ta có thể sáng tạo một chút không? Nếu những bài hát hay như vậy đã có từ lâu, sao có thể chúng ta chưa từng nghe qua? Phải. Tông Tiêu Kỳ, huynh đừng khiêm tốn nữa. Bài thơ đó chắc do huynh làm, cho dù huynh không thừa nhận thì mọi người cũng sẽ không tin đâu. Người có buồn vui tan hợp, chẳng có tỏ mờ tròn khuyết. Xưa nay toàn vẹn bao giờ, chỉ nguyện người trường cửu, thiên khuyên muôn dạng bên nhau. Tông Tiêu Tề Nô ra kính huynh một ly. Tông huynh, ta đã đi nghe ngóng kỹ rồi. 6 ngày nữa Hà Giang quận vương sẽ phụng lệnh đi về phía bắc, tận dụng mấy ngày cuối cùng ở Trường An. Huynh hãy tranh thủ thời gian hưởng thụ nốt đi. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng Hà Tông nghe xong thì lại không thấy buồn cười chút nào. Lần này đi phía bắc rất nguy hiểm, trên xa trường đó đến cả đại tướng quân đều có thể sẽ chết trận. Còn về những điều hiệu ý như bọn họ thì càng không cần nói đến. Tôn Tiêu Tề huynh làm sao vậy? Ta đang nghĩ, nếu ta chết trên chiến trường, có ai sẽ buồn cho ta không? Tông Tiêu Tề và người tự có thiên tướng, chắc chắn có thể trở về an toàn. Đợi khi huynh trở về Trường An, đến Hồ Nguyệt Lâu, nô gia mời huynh uống rượu. Hồ Nguyệt Lâu mặc dù tốt, nhưng theo ta thấy, uống rượu trong những quán rượu nhỏ trong hẻm thoải mái hơn. Được rồi, khi huynh trở về Trường An, huynh chọn địa điểm, ta mời huynh uống rượu. Vừa uống rượu, vừa nói chuyện, thế mà bên ngoài trời đã tối dần. Đợi đến khi Hà Tông trở về Phủ Ngụy Quốc Công thì trời đã tối mịt rồi. Mẹ biết chàng đi uống rượu với Cao Lý Hành, liền sai người nấu canh giải rượu này để trên bếp giữ ấm đợi chàng về. Chàng uống chút rồi đi ngủ. Thay ta đa tạ nhạc mẫu, hôm nay người trong cung tới, nói chắc đến sinh nhật của công chúa Trường Lạc. Hoàng hậu nương nương chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, công chúa Trường Lạc đặc biệt gửi thiệp đến đây mời chúng ta vào cung. Khi nào? 2 ngày sau. Công chúa có mời những người đàn ông khác không? Đều có thiệp mời đến các phủ quốc công. Chắc những người đã kết hôn, họ đều đưa phu nhân đi theo cùng. Được rồi, ta biết rồi. Đến lúc đó ta và nàng cùng vào cung. Vậy chàng nghỉ ngơi sớm đi, ta đi đây. Ngày thứ hai lúc 5 giờ có thái giám trong cung đến, mang một ý chỉ từ trong cung tới gửi đến phủ Ngụy quốc công. Nhưng phía bắc đã xảy ra biến cố gì? Có chuyện lớn rồi. Hình quốc công mới đây bị bệnh nặng mãi mà không tỉnh. Đông Đột Quyết không biết từ đâu mà biết được tin tức này, lợi dụng ban đêm đánh lén cánh trái Hình quốc công bộ. Hà Giang quận vương Lý Đạo Tông bộ tổn thất nặng nề. Huynh có nghe nói bệ hạ định xử lý Hà Giang quận vương như thế nào? Cái này thì ta không biết, có điều bệ hạ anh minh, lúc này chắc là sẽ không lập tức xử lý Hà Giang đâu. Huynh chuẩn bị tâm lý trước đi, lần này đi lên phía bắc sợ là sẽ có đại chiến rất thảm khốc, đến cả chủ soái cũng không dám nói có thể bảo toàn bản thân. Huynh phải cẩn thận đó. Tham vọng của Song Sơn Gamble ác độc, hắn rõ ràng nói muốn cưới công chúa đại đường ta, kết duyên hai nước. Kể từ khi hai nước kết duyên sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng thần thấy hắn ta chẳng qua là nói cho vui mà thôi. Hiện nay tứ phương đều không yên ổn, mà quân mã của đại đường chỉ có số lượng như vậy. Phía bắc đang trong tình hình quyết chiến với Đông Đột Quyết, không thể bắt đầu cuộc chiến tranh thứ hai. Nếu không thể xoa dịu Đột Quyết, sợ là phía tây cũng sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Đúng vậy, bắt buộc phải xoa dịu Đột Quyết, đặc biệt là vào thời điểm này, phải làm cho bọn hắn yên định trở lại. Gà công chúa sang bên đó, Song Sơn Gamble hắn cũng xứng đáng với công chúa đại đường ta sao? Huống chi hắn xin lấy lại là công chúa trưởng. Tình hình hiện tại không thể do dự nữa. Nếu không, đại đường ta sẽ bị đánh bại khắp nơi. Cao Thạch Liên, ý ngươi là muốn ép chấm gả Trường Lạc của chấm đi Đột Quyết? Thần không dám. Ngươi không dám? Còn có chuyện gì ngươi không dám làm không? Kết duyên, chuyện như thế mà ngươi cũng nói ra được. Bệ hạ, thúc phụ một lòng nghĩ cho đại đường, hoàn toàn không có ý nào khác. Xin bệ hạ hãy bớt giận. Bên phía Đột Quyết tạm thời không nói, bây giờ hãy nói về Tây Đột Quyết. Cho ngựa ngửa ra, đặt cái đinh này qua những lỗ này, đóng đinh vào móng ngựa đi. Cô ra, cái đinh này được đóng vào móng ngựa.
thì không phải bỏ phí con ngựa à? Bảo ngươi làm thì cứ làm đi. Ngụy Quốc Công, hôm nay ông không nói một lời, có lẽ là có chiến lược để đối phó với tình hình hiện tại phải không? Tứ phương bất định là sự bất lực của chúng thần tử. Nếu là bệ hạ không chế lão thần tối cao, lão thần nguyện thay bệ hạ đi về phía tây một chuyến. Thần không dám nói có thể đánh bại Tây Độc Huyết, nhưng để cho họ biết sự sợ hãi không dám động quân đánh nữa, thì thần vẫn có thể làm được. Ngụy Quốc Công thật sự là trụ cột của đại đường ta. Lần này nếu có thể đến phương bắc, cho đến khi quân đội trở về triều đình ta nhất định sẽ trọng thưởng. Nhấn mạnh vào, dự định chắc chắn phải cố định tốt, đừng có lòng lèo. Đây chắc là giọng nói của Hà Tôm. Vâng, thưa bệ hạ, đi, chúng ta đi xem thử tiểu tử này đang làm cái gì. Bái kiến bệ hạ. Vòng sắt này dường như có tác dụng bảo vệ móng ngựa nhỉ. Nhìn con ngựa khi nó chạy, không bị ảnh hưởng gì cả. Vòng sắt này nhìn rất đơn giản, nếu sản xuất hàng loạt hẳn là không có khó khăn gì đâu. Không khó, lệnh cho thợ rèn ở phòng rèn ngày đêm chế tạo. Trong 3 ngày làm ra 5.000 bộ cho ta. Đúng rồi, thứ này gọi là gì? Bẩm bệ hạ, đây gọi là móng ngựa. Cái móng ngựa này được lắp vào như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, là dùng đinh đóng vào. Dùng đinh đóng vào, đóng đinh vào móng ngựa, chẳng lẽ sẽ không làm tổn thương con ngựa sao? Miễn là chiều dài của đinh phù hợp, không đóng đinh vào thịt, thì sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bệ hạ, nếu móng ngựa này có thể được trang bị hàng loạt, sau này chúng ta cũng không cần phải lo lắng vì móng ngựa bị vỡ nát rồi. Hà Tông lần này coi như là lập công lớn rồi. Cái vành móng ngựa nhỏ bé này chỉ trong một năm có thể làm cho chiến mã của đại đường ít tổn thất đi hàng nghìn con. Hà Tông làm vành móng ngựa rất có công, quan phẩm thăng cấp lên làm triều vũ hiệu úy. Thần đa tạ bệ hạ. Hà Tông chuyện binh sự ngươi có hiểu biết gì không? Bẩm bệ hạ, trong chuyện binh sự thần biết sơ qua, có điều chỉ là hiểu biết chút ít. Chấm hỏi ngươi, nếu như Hình Quốc Công bị người âm mưu đánh mê, Bộ Lý Đạo Tông lại bị người Đột Quyết đánh bại, ngươi là chủ tướng làm thế nào để cứu vãn tình hình? Nếu như Hà Giang quận vương bộ chiến bại, cánh trái quân đội phương Bắc thiếu quân lực, nhưng khu vực Đại Đồng còn có chủ lực trợ giúp, người Đột Quyết đi sâu chắc chắn sẽ không nhận được bất kỳ lợi thế nào. Nếu ta là hiệp lợi khả hãn, lúc này nhất định sẽ lợi dụng lúc Hình Quốc Công hôn mê, tập hợp tất cả quân đội để tấn công Hình Quốc Công bộ, hoàn toàn đảo ngược cuộc chiến, trận chiến quyết chiến cũng nhất định sẽ bùng nổ ở chỗ Hình Quốc Công bộ. Lúc này nếu là có thể trục xuất mấy ngàn người từ kiến xuất phát và chạm nạc Dương Lĩnh, tập chiến Tương Thành, có lẽ có thể chạm đến chân núi Âm. Quá mạo hiểm, hơn nữa hiệp lợi cũng là một con cáo già, sợ là sẽ không dễ dàng bị lừa. Hành động này tuy mạo hiểm, nhưng đánh chúng sẽ tạo ra một bất ngờ, và người hiệp lợi này rất hay nghi ngờ. Nếu bị hắn phát hiện kỵ binh chúng ta đi đường vòng vào chỗ hắn, có lẽ hắn ta sẽ nghĩ, phía sau kỵ binh còn có quân đội chủ lực của đại đường ta. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ rút lui, miễn là hắn ta chịu rút lui, đến lúc đó lực lượng chính của chúng ta sẽ nhảy lên, đập chết mẹ hắn. Đợi đến lúc đó, lực lượng chính của Đột Quyết chắc chắn sẽ không tấn công tự loạn, đổi lấy lợi ích lớn nhất với giá thấp nhất. Mặc dù mạo hiểm nhưng hoàn toàn khả thi, chỉ là sự lựa chọn của vị tướng đơn độc cần cân nhắc cẩn thận. Chiến lược này nếu là hắn nghĩ ra, người chọn chỉ huy kỵ binh này đương nhiên là hắn thích hợp nhất. Thưa bệ hạ, không thể, Hà Tôm còn quá trẻ, không có kinh nghiệm thực tế. Nếu để hắn chờ quân tiến sâu sợ là sẽ làm hỏng hết mấy kế hoạch. Hắn không có kinh nghiệm chiến trường cho hắn một người đồng hành tốt là được. Trình Sở Lượng luyện tập nhiều năm, bây giờ hẳn là có thể sử dụng được rồi. Bệ hạ, như vậy không được đâu. Có gì mà không được, trông thấy rất là tốt mà. Hai người bọn họ đều là thanh niên ưu tú nhất. Lần này nhiệm vụ khó khăn cần những người trẻ như họ. Hà Tôm ngươi có ý kiến gì không? Thần sẵn sàng chiến đấu cho chiến thắng của đại đường. Ngô Tức mấy thợ rèn này mang về cung điện để họ chịu trách nhiệm làm móng ngựa, không được tiếp xúc với người khác cho đến khi chiến tranh phương Bắc kết thúc. Dạ, bệ hạ, hai ngày nay người hãy ở nhà, ở bên cạnh vợ của ngươi. 3 ngày sau cùng Hà Gian quận vương lên đường. Thần tuân chỉ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Các bạn có thể tạo động lực cho kênh bằng cách đăng ký, theo dõi, thả tim và cày lượt xem tại YouTube, TikTok. Ủng hộ cho chủ kênh Ly Trà Sữa để có động lực ra thêm nhiều tập phim nữa nhé.